Mẹ yêu con. Khóc mà không có giọt nước mắt luôn. Chị Hai dắt con vô đi, mẹ làm đồ ăn coi. Nhà gì con quá trời của đất vậy Quỳnh. Con bà dưới chứ nhiều. Ai chơi với em đi. Rồi, con trai mà cho tao chơi con búp bê. Cho chơi với xe. Ngọc dạ ba đây. Dạ ba. Trời ơi, nó ngoan Quỳnh. Ngọc. Dạ ba. Vô ba ghẹo em. Sao mặc cái áo gì mà giãn cho tôi đúng vậy Quỳnh? Áo của chị Hai á. Trời ơi. Tối hai chị em chơi đổi đồ với nhau. Mẹ ta hát nước. Hai nó đi xúc miệng chưa? Đi xúc miệng chưa? Chưa xúc miệng đúng không? Ngọc xúc miệng chưa? Ba hỏi nhẹ nhàng thôi. Nhẹ thôi hả? Nó nẹt người ta mà. Nó làm gì nó khóc hoài vậy? Cha cũng không biết. Sao lý do gì khóc? Ngọc. Ngọc. Ba này. Đối với Ngọc á thì nó hơi bướng hơn chị Hai một xíu. Tại lý do là không chịu ăn hoặc là giành đồ chơi. Đó, nhiều như là đòi cái đó mẹ không cho thì bắt đầu là Ngọc sẽ nhõng nhẽo, Ngọc khóc. Rồi mẹ sẽ năn nỉ. Tại vì cái tính của Ngọc á, nếu như mình càng la thì Ngọc nó sẽ càng khóc lớn. Mà sẽ dỗ Ngọc thì Ngọc sẽ nghe. Mẹ yêu con. Mẹ yêu con. Khóc mà không có giọt nước mắt luôn. Này Ngọc không? Nóng, nóng không? Nhà nóng không? Nóng quá. Chó sủa ai? Em là ai? Em là siêu nhân đến từ chương trình để... Siêu nhân hả? Dạ. Em là siêu nhân. Dạ. Em bay coi. Em dạ, bay được không? Em gửi cho anh cái thiệp này đó, rồi em sẽ bay đi. À, còn em không bay là tôi trả cái thiệp. Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Chương trình này phọt mắt là sao? Trong 48 tiếng tiếp theo thì mẹ sẽ được nghỉ ngơi. Và ba sẽ thay mẹ chăm sóc con cái và gia đình. Là mẹ nghỉ ngơi, dạ, ba chăm sóc gia đình. Dạ. Mà anh đã sẵn sàng để tham gia chương trình đi à? Mà anh đã sẵn sàng để tham gia chương trình đi à? Chưa. 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 Vậy làm thế nào để anh tham gia? Vui không? Dạ vui. Vui không? Vui. Vui em tham gia đi. Không mà từ bữa giờ có ai tham gia chưa? Nhiều người tham gia chưa? Nhiều gia đình tham gia lắm rồi. Vậy hả? Để mình chứng tỏ được mình là người đàn ông của gia đình. Vậy chăm sóc được con cái và chăm sóc vợ mình. À. Dạ. Cảm ơn siêu nhân. Dạ. Cảm ơn em. Siêu nhân tặng cho ba một món quà. Mỗi khi ba vượt qua một vòng thử thách thì ba hãy chọn một màu sắc để tô lên bức tượng này. À, còn nếu như không tô được thì sao? Thì bức tượng sẽ có màu sắc thì cái con nó sẽ buồn. À vậy đó hả? Ừ, cảm ơn em. Dạ rồi, em chào gia đình nè. Ừ, đứng lại đó, bay đi. Bay. Ôi, như vậy là chúng ta đã có thử thách của mẹ vắng nhà ba là siêu nhân rồi. Nào, còn chân trời nữa, hãy cùng thử thách với gia đình của Lê Dương Bảo Lâm nha. Viettel Media, sản xuất và phát hành.